Chúng ta có những cái thói quen mà chúng ta tưởng chừng như là nó vô hại, thế nhưng mà nó có thể sẽ là cái nguyên nhân gây nên cái căn bệnh tiểu đường nha. Đầu tiên mà chúng ta phải kể đến đó là cái thói quen bỏ bữa ăn sáng. Rất nhiều người trong chúng ta có cái thói quen là bỏ bữa ăn sáng bởi vì là ngủ dậy muộn này, hoặc là vì để giảm cân này, hoặc là vì lười. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng khi mà chúng ta không ăn bữa sáng ấy thì chúng ta đang thực sự làm gián đoạn các cái chức năng hoạt động của insulin ở trong cơ thể của chúng ta. Insulin thì chúng ta biết rồi, nó được sinh ra từ tế bào beta của tuyến tụy và có cái chức năng là điều hòa cái lượng đường ở trong máu của chúng ta. Vì vậy, khi mà chúng ta bỏ bữa sáng thường xuyên thì chúng ta đã vô tình làm đảo lộn cái nhịp bài tiết insulin của cơ thể mình. Và cứ như vậy thì dần dần sẽ dẫn đến cái sự suy giảm chức năng tế bào beta của tuyến tụy và dẫn đến là có nguy cơ bị bệnh tiểu đường. Đã có nghiên cứu cho thấy rằng nếu như mà chúng ta bỏ bữa sáng 4 đến 5 ngày mỗi tuần thì sẽ làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh tiểu đường lên 55%. Cái thói quen thứ hai mà chúng ta phải kể đến đó là thức khuya. Đã có những cái nghiên cứu cho thấy rằng những người hay thức khuya để chơi hoặc là để làm việc kiểu như là cú đêm ý, thì hay có cái xu hướng là sẽ sa vào những cái thói quen không lành mạnh. Ví dụ như là hay có cái thói quen là ăn bữa đêm, hoặc là có cái thói quen là hút thuốc lá để giữ cho bản thân mình tỉnh táo, và thường kèm theo cái thói quen là sẽ lười tập thể dục vào buổi sáng sớm hôm sau. Bản thân cái thói quen là hay ăn bữa đêm nó sẽ gây lên cái hiện tượng là dư thừa và tích lũy năng lượng, từ đó dẫn tới là việc thừa cân và kháng insulin. Đó là một trong những cái nguyên nhân gây lên căn bệnh tiểu đường type 2. Còn bản thân cái việc hút thuốc lá sẽ làm cho chúng ta có cái nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 cao hơn 30 đến 40% so với những người mà không hút thuốc lá. Ngoài ra, cái việc thức khuya để mà làm việc kiểu cú đêm ấy thì sẽ có tần suất tiếp xúc nhiều với ánh sáng nhân tạo của máy tính, của tivi, của các cái thiết bị thông minh như là iPad, điện thoại. Đã có những cái nghiên cứu cho thấy là việc mà chúng ta tiếp xúc nhiều với cái ánh sáng nhân tạo là sẽ có cái nguy cơ là rối loạn cái nhịp sinh học của cơ thể, và từ đó mà có cái nguy cơ là rối loạn đường huyết. Cái thói quen thứ ba mà chúng ta phải kể đến đó là uống ít nước lọc. Nước có một cái vai trò rất là quan trọng đối với chức năng gan và chức năng thận của chúng ta trong cái việc là đào thải chất độc ra ngoài và đồng thời là chuyển hóa các cái chất dinh dưỡng, trong đó có chuyển hóa đường. Nếu như mà cơ thể của chúng ta không được cung cấp đủ nước thì sẽ dẫn đến là gan và thận sẽ không thể hoạt động được bình thường, và dễ dẫn đến quá trình rối loạn chuyển hóa đường của gan, và dần dần sẽ dẫn đến cái nguy cơ là tăng đường huyết. Đã có những nghiên cứu cho thấy rằng nếu như mà chúng ta có thể uống được ít nhất là 2 lít nước mỗi ngày, ta sẽ giảm được 21% cái nguy cơ tăng đường huyết. Cái thói quen thứ tư mà chúng ta phải kể đến đó là ngồi nhiều giờ liên tục và thiếu vận động. Nhiều người trong chúng ta cho rằng là chúng ta chỉ cần tập thể dục một lần trong ngày là đủ. Thế nhưng mà sự thực là nếu như mà chúng ta chỉ tập thể dục 30 phút đến 1 tiếng vào buổi sáng, sau đó thì chúng ta dành phần lớn thời gian trong ngày để mà ngồi y vào bàn làm việc hoặc là dán mắt của mình vào cái điện thoại thông minh, thì cái điều đó thì vẫn có hại cho sức khỏe của chúng ta. Theo như một cái nghiên cứu của Hiệp hội Đái tháo đường châu Âu thì nếu như mà chúng ta cứ ngồi liên tục 1 giờ thì cái nguy cơ phát triển thành bệnh tiểu đường sẽ tăng lên 3,4% nha. Vì vậy, nếu như mà cái công việc của chúng ta mà phải ngồi lâu ấy, chúng ta hãy cố gắng làm sao để mà có thể di chuyển trong cái khoảng thời gian làm việc. Ví dụ như là cứ sau khoảng 30 phút ngồi làm việc thì chúng ta nên đứng dậy đi lại loanh quanh để mà phối hợp làm thêm một cái công việc khác. Sau đó thì mới quay trở lại cái bàn làm việc cố định của mình. Hoặc là chúng ta có thể thử tập giãn cơ hoặc là đung đưa cái chân trong gầm bàn làm việc của mình. Tức là theo bất kỳ một cái cách nào, có thể là theo cách riêng của bạn. Chúng ta cần đảm bảo rằng là chúng ta có cái hoạt động thể chất xen kẽ vào cái khoảng thời gian làm việc của mình. Mục tiêu của chúng ta là không ngồi liên tục 1 giờ để có thể giảm thiểu cái nguy cơ mắc tiểu đường nha. Và cái thói quen thứ năm cũng là cái thói quen cuối cùng mà chúng ta sẽ kể đến trong cái video này, đó là ăn nhiều vào bữa tối và ăn bữa tối muộn sau 20 giờ. Bởi vì là
sau cái bữa tối thường chúng ta rất ít vận động, và nếu như có vận động thì sẽ vận động ít hơn ban ngày. Vì vậy, nếu như mà chúng ta ăn nhiều vào bữa tối và ăn bữa tối muộn sau 20 giờ thì có cái nguy cơ cao là sẽ dư thừa tích lũy năng lượng, từ đó dẫn đến là dễ bị thừa cân và béo phì. Và cái việc thừa cân béo phì này thì nó sẽ gây nên cái hiện tượng là kháng insulin và dần dần dẫn đến căn bệnh tiểu đường. Vì vậy, chúng ta không nên ăn nhiều vào bữa tối và chuyển cái bữa chính của chúng ta vào bữa sáng và bữa trưa nha. Và chúng ta cần phải sắp xếp làm sao để không ăn cái bữa tối muộn quá 20 giờ nha. Đó là 5 cái thói quen mà nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng nó không có ảnh hưởng gì nhiều cho sức khỏe. Thế nhưng nó là một trong số những cái nguyên nhân có thể dẫn đến cái căn bệnh tiểu đường type 2. Vì vậy, để phòng ngừa cái căn bệnh tiểu đường type 2 này thì chúng ta cần phải tránh những cái thói quen mà bác sĩ Thủy vừa nêu nha. Hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi có thể giúp ích được phần nào trong việc chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Nếu như mà chúng ta thấy thông tin này hữu ích, hãy dành tặng bác sĩ Thủy Triệu một like và đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận được những cái thông tin hữu ích sớm nhất nha.